Chào các bạn, clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bộ thủ nhiều nét nhất là 17 nét. Thêm bộ thủ nó là bộ dược 17 nét các bạn nhá. Đây là một bộ thủ mà nó phóng to ra thành một chữ Hán và nó nằm ở giữa ô. Tiếp theo thì về phần biểu nghĩa liên quan đến 6 ba lỗ, hoặc nó cũng sẽ là một cái đơn vị đo cân đo đong đếm ngày xưa bằng 1200 hạt hóc. Ở đây thì mình không biết làm sao nó lại thành cái đơn vị đo. Nhưng mà chủ yếu là cái cấu tạo của nó thành 6 ba lỗ thì đó là một cái phần tượng hình chính xác. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết cái bộ dược này nhá. Bộ này rất là khó vì nó có rất nhiều nét. Tuy nhiên thì ở đây thì những cái bộ thủ, bộ khẩu này phía bên trong được viết nhỏ, nhưng mà nó được cái là có cái sự đồng đều với nhau, cho nên là cách dễ nhớ của cái bộ đặc biệt này nó lại dễ nhớ hơn so với những cái bộ thủ khác. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bộ dược này 17 nét được viết như nào nhá. Phải vươn dài ra như này, sau đó kéo một nét mark, kéo mở rộng cái góc độ của nó ra một chút nhá, mà để càng gần phía bên trong này. Sau đó các bộ khẩu các bạn viết cho mình thật nhỏ thôi, các bộ khẩu này sẽ được viết đuổi nhau các bạn nhá, đuổi nhẹ nhau lên trên. Đấy, đuổi nhẹ nhau như này, một nét sổ gọn xuống này, ngang gập này, cong xuống dưới móc nhẹ trên như này, một nét ngang ra sổ xuống cho mình như thế này. Đấy, được rồi đấy. Hay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo nhá. Thì với những cái bộ khẩu này các bạn viết nó nhỏ nhất có thể cho mình thôi nhá. Rồi, nó xem với nhau này là ok rồi. Đấy, các bạn thấy được là khi mà nó những cái bộ thủ mà được viết xem với nhau này nhá, thì các bạn cần lưu ý giúp mình là những cái bộ khẩu này các bạn viết nó đừng nó dính vào nhau nhiều quá, mà hãy viết nó rõ ra từng bộ một, từng bộ một. Cái thứ hai là sẽ nằm giữa ô như này này. Ở đây được thiết kế hơi lệch một tí vì chủ yếu là nằm phía bên tay phải này, là nó được viết khó hơn vì nó có cái nét mark này. Phải sẽ được viết thấp hơn, mark sẽ được viết cao lên trên để nó tránh chạm với những cái bộ phía bên dưới các bạn nhé. Thì với cái viết chuẩn này thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình đó là cái bộ nhân này này, phía bên trên này này, phải thấp và mark sẽ được viết vuông rộng ra như này, mark cao như này, góc bên trong sẽ rộng. Rộng lớn như thế này là được. Còn lại những cái bộ phía bên dưới, bộ phía bên dưới nhá, các bạn sẽ viết cho mình nó gọn, còn gọn lại một chút để dặn cơ bộ nhân phía bên trên nó nằm cái mái che bun xuống. Đấy, đây là cái bộ khó nhất, nó có tới 17 nét rồi.